gì con, mẹ xin lỗi. Đừng khóc nữa, mẹ không còn cách nào khác. Có ai ở nhà không? Ơ, ai gọi cửa mình nhở? Ơ, ôi bé con. Hy vọng họ sẽ tốt với con. Mày chạy đi đâu? Làm ơn tha cho tôi. Tha cho ngươi á. Chắc chắn nó giữ bản đồ kho báu. Chúng mày bắt nó về. Sao? Tôi sẽ quay lại đón cháu. Kissy, Missy. Không, không, mình không phải con nuôi của mẹ Yumi. Tờ giấy gì nữa đây? Một tấm bản đồ. Chắc chắn bức thư này là của mẹ ruột mình. Mình phải đi tìm mẹ Kissy. Hoki, mẹ có quà cho con đây. Hoki, lại chạy đi chơi linh tinh rồi. Tờ giấy gì kia? Con chào mẹ. Khi mẹ đọc được bức thư này, con đã lên đường đi tìm mẹ đẻ của con rồi. Cảm ơn mẹ Yumi và hai chú đã chăm sóc con. Một ngày nào đó con sẽ quay trở về. Hoki, chết rồi. Hoki đã biết tớ không phải mẹ ruột của nó. Chúng ta phải đi tìm Hoki thôi. Ừ, đi mau. Mày, con khai không? Mày, nó vẫn cứng đầu chị ạ. Bản đồ kho báu đang ở đâu? Có chết tôi cũng không nói. Giết tôi đi, giết đi. Tao thích tính cách của mày, lính đỏ. Vâng. Thưa bà chủ, không thấy. Mày ngoan cố lắm. Tao không cần tấm bản đồ nữa. Lính đỏ. Đây ạ. Uống đi. Thả ta ra, đồ độc ác. Thả ta ra. Chào mừng ngươi, búp bê phiên bản 2022. Trùng kinh khủng quá. Nhớ búp bê, mau đi tìm bản đồ kho báu về đây cho ta. Vâng, thưa chủ nhân. Cởi trói. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Ôi, con có sao không ạ? Mày, khuôn mặt này.
khi tìm được kho báu, anh sẽ mua cả thế giới cho mẹ con em luôn. Gia đình mày hạnh phúc quá. Giao tấm bản đồ ra đây. Cái gì? Em cầm nó chạy đi, anh sẽ lo bà ta. Vâng. Tấm bản đồ. Mày tránh ra. Để họ đi. Khủng khiếp. Mày được lắm. Mau chạy đi. Không, không. Cái gì? Mau chạy đi. Chúng mày đuổi theo. Rõ. Ta nhớ ra rồi, con có phải Hucky không? Đúng rồi, cháu là Hucky. Mà cô là ai vậy ạ? Ta chính là mẹ của con đây. Không, mẹ cháu là Yumiko. Cháu đang đi tìm mẹ ruột của cháu. Ta chính là mẹ ruột của con đây. Không phải, cháu không tin cô. Cô không phải là mẹ của cháu. Hucky, ta nhớ ra rồi. Khi hai mẹ con ta bị Mommy Lonely truy đuổi, ta đã gửi con vào một ngôi nhà kèm theo một bức thư và một tấm bản đồ. Bức thư, bản đồ, có phải là hai thứ này không ạ? Đúng, đúng là nó rồi. Tấm bản đồ của ta. Đúng mẹ của con rồi. Sau bao năm xa cách, cuối cùng con cũng được gặp mẹ. Con của mẹ. Mẹ của con. Gia đình chúng mày hạnh phúc quá. Mommy Longlegs, ta đã nhớ rồi. Ngươi đã giết hết ghê. Hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Có bản đồ rồi, lính đỏ lôi nó đi. Rõ. Hucky, Hucky ơi, thả tôi ra. Mẹ ơi, mẹ của con. Mẹ ơi, Hucky bị bắt rồi, đuổi theo. Chính là chỗ này. Lên. Đào đi. Đâu? Mày đào đi, đào kho báu cho tao. Vâng ạ. Nhanh cái tay lên, nhanh lên cho tao. Hucky, có cách rồi. À, ok. Đây rồi, lấy lên cho tao. Vâng ạ. Đây ạ. Kho báu đây rồi. Cái gì ta? Ba mẹ của mày lừa tao, đã phải trả giá. Giờ đến lượt mày. Mày này Hucky, chạy đi con. Mẹ Yumi, đuổi theo. Chạy mau lên, đi thôi. Hà má. Ok. Đau quá. Mày. Bắt được rồi à? Đi con. Vâng. Thả ta ra. Mày chạy đi đâu? Ta thật là hối hận khi vừa lấy khúc cửa mày. Mommy Longlegs, ngươi đã giết cả cha lẫn mẹ của ta. Ta sẽ trả thù. Khoan, tội ác của bà ta sẽ bị pháp luật trừng trị thôi. Rồi một ngày ta sẽ quay lại trả thù. Đi. Ba mẹ ruột của ta. Hucky, con đừng buồn nữa, bởi vì vẫn có ta ở đây mà. Mẹ ơi.